the ice in my palm. My girl, she know she the one. I put the ice on her hand. I put some ice on her arm. See me shining in the light. Bồ Đào Nha, Diego Costa, Jose Sa, Cancelo, Simendo, Dalot, Pereira, Mendes, Beber, Diaz, Silva, Inacio. Vậy là cặp CB mình đi được con Silva, là Antonio Silva đúng không? Antonio Silva lại Ruben Diaz. Ừ, cặp này CB cũng được. Hai cánh là Simendo với lại Mendes, Nuno Mendes đúng không? Nuno Mendes và Simendo hoặc Cancelo. Cặp tiền vệ là Bruno, Ruben Neves, Banhinha, Otavio, Thao này, Vitinha, Bero Silva. Cái này khó mua nha, tổng mấy con khó mua không ta. Tiền đạo Ronaldo, Jota, Conseca, Ramos, Felix. Và tiền vệ khó mua chứ, tiền vệ con hơn đấy lại Bruno Silva dễ nè. Mấy anh Vitinha đập căng nha, ok đầu thì. Ủa có Rafael Leao nãy. À có, đây đây đây, danh sách này chính xác hơn nè, danh sách đối ảo à. Rất rõ, đây đây, sách này chính xác rồi này. Đây 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 đây. Diego Costa, Ruben Chicho, Jose Sa, đây này, đây này. Nuno Mendes, Dalot, Antonio Silva, Guerrero, Bebe, Cancelo, Ruben Dias, Bruno, Danilo Pereira, Banhinha, Matheus Nunes, Otavio, Hao, Mario, Vitinha, Ruben Neves, Bruno Silva, William Carvalho, tiền đạo Ronaldo, Jota, Goncalo, Ramos, Rafa Leao, Felix, Andre Silva. Anh cống ngon không bố? Đây 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 đây. Giờ đi con tiền đạo Ronaldo, Ronaldo 24 tiền có luôn à. Đi 24 tiền đấy nữa. CR7 24 tiền vô. Bruno like sẵn cái đã, có sẵn Bruno tặng dụng luôn. Ủa, 24 tiền đâu? À, muốn đây đây đúng không? Đây, vô. Đúng không? Đúng rồi mà, lộn gì ấy? Rose, lấy 4 tỷ ấy, tính 4 tỷ à. Ronaldo ST, Bruno CM. Vì mình đi thêm con chắc làm cặp Liao với lại lòng Liao á, Liao 24 tỷ, 750 tỷ rồi mà. Còn 4.600, 4.600 mình đi được khoảng 500-600 tỷ. Là máy 600 rồi, deal này cũng được ha. Liao 4 tỷ đi 600, deal này cũng được. Liao chạy nhanh mà. Có sẵn sơ 7 thì giảm được mớ tiền nữa. Ừ, đã có Liao đây luôn. Cho Liao vô. Liao 24 tỷ chạy nhanh nha. Xuất xoáy tinh tế mà được bóng qua người. Anh 7 nhắc bồ nha, đứng ngu địch rồi. Tốc độ 132, tốc 134. Dứt điểm lực xuất xa 129 này kia. Thăng bằng phản ứng đúng không? Rafael, thêm con Jota, Diego Jota có mùa nào mới không ta? Jota FC hả? Jota FC số tiền cùi quá, xấu cộng xấu không? Jota FC nhìn số cùi quá, Jota số lại 8, giá nhau 1.400 tỷ hả? Mày mắc quá. Jota số là 1.600 tỷ mà khó có hàng nữa. Khó mùa nhà Jota ngon, phải lấy con Jota này. Này nếu mà đập thì tốn cả mớ rẻ đâu. Jota số là 1.600 à, mắc cái cả. À, mắc quá. Jota FC học 6 con hiếm hàng. Sao World Cup à? 4.000 mấy tỷ đi này có 4 tỷ rưỡi ba đi còn sao đi. Tam 2 test. Lấy con Jota FC nè mà, Jota Spotlight nè. Jota Spotlight cũng được cho nó mạnh. Tôi nghĩ tôi đi con Jota đi xếp luôn chứ. Jota số 7 ST, Jota xếp luôn, Liao cánh. Bruno đẩy về đá CDM. Bruno đẩy về đá CDM ha. Cánh còn lại đi con đi được con cánh còn lại đi Felix ta. Felix là Goncalo Ramos nhìn ngon hơn á. Bro 224. Bro 224. Quả này đi con Felix thì số thấp quá, Felix là bao à, số 116 à. Felix số thấp quá, 45 à. Còn này cho ra cánh trái ngon, cho ra cánh nè. Figo à. Figo đó, Figo gì ba đây đi đi con 24 24 Figo vậy. Tốc độ tăng tốc điểm được suốt. Hao Felix với lại Goncalo Ramos. Goncalo Ramos này khó mua ha, con này khó mua quá, con này bị lỗi giá từ đầu từ cái lúc mà mới ra 3 test tới giờ chưa đổi giá luôn à.
đợt được 170 mấy tỷ, cái giờ xuống lại 100 tỷ hả? Goncalorhamos Felix à? Goncalo này chạy nhanh hơn chứ, Goncalorhamos khá nhanh. Ừ, nhưng mà đá cánh trái, đá cánh phải lấy con Bernardo Silva không ngon. Bernardo Silva đá cánh phải hợp lý hơn tại đá chân trái. Ham này đá chân phải. Ham này cũng đều đá chân phải thì khó xử lý này mà. Tình hình đội hình mình là C7ST đúng không? Leao cánh, Rota CF cánh phải phải là con chân trái. Bernardo Silva hả? Bernardo Silva có nào? Bernardo Silva hả? Bernardo Silva 4 tỷ hả? 300 tỷ. Ở tính ra trong này nó cánh phải ngon chứ, trong này nó cánh phải hợp lý hơn, chân trái mà đánh phải để toẹt. Đang trong 13 hả? Chuyền ngắn, chuyền dài, sút xoáy, ừ cũng được, mày rê cũng được nhá. Bernardo Silva 4 tỷ. 300 tỷ nhìn ngon nha. Hai ba u giá. Lấy 24 tỷ Bernardo Silva. Bernardo Silva cho đá tiền đạo cánh cánh phải. Thì cái này đẹp hơn, nhìn cái này nó nên dũng hơn. Thêm con MF nữa. Thêm con MF cặp với Bruno. MF tiền vệ mình có được Willian cấp bằng hô à, Hamario, Ruben Neves, Otavio. Matheus Nunes. Được Matheus Nunes cái ok nha. Ruben Neves UT thằng này số không cao. Ruben Neves này chắc để mua dự bị rồi chứ, nay cho 45 mấy 83 ục sơ mộ được nha. Trứng như thép truyền dài xuống sân kiến tạo luôn. Ruben Neves thằng này nhìn số lực cái chứ. Nhìn lực ha. Neves à. Mà tiền dư hết đòi lấy Neves nữa, tôi thích con Nunes. Thế cho mấy này dự bị nữa. Ba thớt luôn nét mà cốt lại á. Ba thớt này là bao cơ. Ba thớt luôn nét cốt lại. Luôn nét không có ngân sách hả? Có mà, ba thớt nét này. Ba thớt nét có mà ta. Ủa sao có chỗ ghi ba thớt luôn nét chỗ không ghi ta? Diogo Jota ở chỗ này cái trang là không có ba thớt luôn nét, đồ trang nào mới chính. À đây này, đây này, cái này chính thức này, cái này chính thức này. Đăng hình rồi nhìn nó chuyên nghiệp hơn này. Đây. Tôi nghĩ chàng chính rồi đó. Rồi Kipper nè, Ruben Chico, Diego Costa, Jose Sa. Ừ này chắc chính rồi này. Không có Matheus Nunes đâu. Không có Matheus Nunes, có Hao Neves à. Thì thôi lấy Hao Neves nữa. Mình có cái này về chính rồi đó. Bernardo Silva tính tiền đạo luôn mà. Thì thôi Matheus Nunes không có, thôi lấy con Ruben Neves và Bruno Fernandes. Ruben Neves, Bruno Fernandes CDM. Ừ cái này cũng được, cặp CB. CB phải lấy được con Antonio Silva 3N8 2.000 tỷ phải. Này bao nhiêu rồi? 2.200 luôn hả? Con này sao mua được con này? Mua này sao mua? Này mua được con 7 được không? 7 bán không? 7 không có lượng dịch luôn hả? Này đi con 23TS nè, 23TS giữ số thấp quá ha. 23TS số thấp quá ta. Antonio Silva cộng 7 23NG thì khó mua, dàn sao về nổi. 23 tế xuống thấp quá, 23 tế phải đi được cột 6 thì ngon. Hai con đập 6 à, giờ cũng mua một con còn có ra nữa. Mà ca đua Antonio Silva này hiếm lắm. Hiếm hàng á. Antonio Silva 23 tế đây, mình lấy 23 tế nè. 23NG 7 không có hàng mua. À, con 7 không hàng mua chứ con này có hàng mua thì cũng ngon, này không hàng ra không ra hàng. Này để vui đó, để hàng bán. Đi với lại con Bồ Đào Nha, đi Ruben Dias thôi, qua Ruben Dias rồi. BB hả? Thôi, đi Ruben Dias, đi BB quá. Ruben Dias, con này mà đi Ruben Dias xịn xíu. Ruben Dias 22U 600 tỷ luôn, dữ rồi. Ruben 23U nãy mới 200 năm mấy con. Ricardo Cavajo Ruben 23TS cũng hiếm hàng 200 tỷ hả? Con này đi con 22U 600 đúng không? Con này 600 đúng không? Chắc đi con này bù lại thôi, con chỉ yếu quá, đi con này bù lại. Đi Ruben DS 23U này bù lại. Ừ đi này bù lại rồi. Ok, con giá này thì chắc đủ tiền, dư luôn, quả này dư tiền không thiếu đâu. Rafaleao, hàng công hơi mắc tiền ha. Giá trị thì chịu nhựa. Con này có 700 hả? Con này bán 700 à? Bù thêm mấy tỷ à? Mấy mấy? Bernardo Silva bay 234 hơn một mấy tỷ à. Ruben Dias 521 636 à. 550 được không? Ruben Neves khó về nha, con này hơi khó về á. Antonio Silva là khó đi quá, khó mua quá, khó về quá. Antonio Silva. Ôi, Antonio Silva về thiệt nãy. Ấy. Về thiệt kìa. Ủa thì giờ nó lấy Antonio Silva 23 tết luôn.
Giờ còn dư tới 1000 à. Ủa quá rồi, bơ cây bồ nha hơi bị mượt luôn ha. Bồ nha giờ nãy bồ nha bằng 9 đúng không, dư 600 tỷ. Bồ nha này mua thêm con bồ đầu nha, thêm mấy con dự bị nữa cũng được, thêm quả Jota Liao đúng không, Ban Hi Nha quán ta, Ban Hi Nha 3 test này cũng bán luôn. Còn nào ông ta, Ban Hi Nha, Vitinha, còn Vitinha nữa, Neves rồi, Neves về rồi, Vitinha 2 bao bán là Vitinha 2 test, Vitinha Spotlight không dễ luôn hả. Vitinha hiếm hàng quá, mà Vitinha bao ngon ha, ham bao thì có 120 số luôn, 21 luôn, Vitinha 121 luôn ta, 21 quả 26 thì có mấy. Cái nói chung cây này cũng được, cây bồ nha cũng được tới đây thôi. Cây bồ nha ngon mà. Hello mấy anh em mới vô nha, anh em để tôi một like subscribe cho anh em nhiều. Bồ đào nha Euro 2024, huấn luyện viên sẽ là Roberto Martinez đúng không? Roberto Martinez chơi sơ đồ gì ta, để coi thử Martinez chơi đồ gì. Đây Roberto Martinez 343-433-4411 à. Ok, Roberto Martinez luôn. Mình sẽ lấy nhà quản lý sẽ là 433 nha anh em nha, 433 hay 4411 ta, 4411 hợp lý hơn, 4411. Thủ thành này đã từng góp mặt tại Bồ Đào Nha ở kỳ World Cup, lộn kỳ Euro 2016 đó, kỳ Euro thằng Khánh đó chứ. Bây giờ bị thôi, giờ bị nó chín quá. Đây là đội Bồ Đào Nha dưới sự đầu tàu CR7 đúng không? Bồ Nha còn 2 luôn à. Bồ Đào Nha sẽ CR7 lại Diogo Jota hay sao? Bồ Jota chạy 130. Ủa Jota nhanh quá à. Dứt điểm 135, lực suất 133, lực suất 132, chọn chí vô lê, penalty. Rê bóng giữ bóng khéo léo. Đánh đầu. Diego Costa bắt chính à. Thôi Rubicio với anh em. Quá CR7 4 thì có thể đánh đầu mạnh đúng không? CC không có đánh đầu mạnh. Rafa Leao lại Bodo Silva hai cánh quét nè, cánh chạy hơi nhanh nha, Bodo Silva chạy không nhanh. Được cái rê ngon không? Rê của Leao chạy 134 hả? Bodo Silva tầm nhìn chuyền ngắn cao, sút xoáy tạt cũng cao, hoặc là tạt cho Ronaldo đánh đầu hay là tạt thôi. Rê bóng giữ bóng 135 hả? Ủa có đi rê bóng 139. Số những đảo quá ta. Leao đá hơi bị hay á. Jota 55, đúng rồi Jota 55 anh. Không có Figo, người ta biểu Euro 2024 mà đi Figo cho chi phải. Cứ sấy tinh tế mà ông độ bấm bóng qua người. Bruno Silva này cũng ngon à, không có chỉ số sút mà liên quan tạt nhiều. Cặp CM sẽ là Bruno Fernandes này, CM luôn nhá. Bruno CM sẽ là Bruno với lại Ruben Neves. Bruno cấp 8, Ruben Neves UT. Tốc độ tăng tốc, dứt điểm, lực sút xa, chọn vị trí. Chuyền ngắn, tầm nhìn tạt bóng chuyền dài. Sút xoáy cho 30 luôn. Ủa cao quá, không phải chuyền con quá vậy. Tính là cặp này đã CM ngon, Ruben Neves thủ cao luôn kìa. 254 luôn hả? Hai thân mấy tấm 3 luôn. Ủa tính ông này cũng ngon. Tránh sai dân thuận, tranh cãi, xuất xoáy, xuất xa, kiến tạo. Mày xuất tạc má ngoài, kiến tạo, xuất xa, chuyền dài cứng như thép. Ủa bánh được ghê ta. Antonio Silva với lại Ruben Neves, cặp này chắc CB9 của Bồ Đào Nha rồi. Tốc độ 126, tăng tốc 122, này tốc độ 123, tốc 121. Cặp này êm rung quá còn nữa, bộ số nhìn đều vậy thôi chứ Antonio Silva đá vị ngon á. Tôi có thích này. Antonio Silva 23.8, bữa tôi kêu tin tôi bích đó nha mà xỉu. Cancelo Nuno Mendes, tốc độ tăng tốc 132-133, chuyền dài tạt bóng xuất sắc và Nuno Mendes là này được quá à. Ba tốc độ ba người đánh xa. Rui Patricio GK 5, cứ theo lưỡi tạt bóng đó. Mấy ghê không loại bồ nha đâu. Rui tôi mất tin nét luôn mà bữa này 10 ký người ta sẽ không không. Em cảm động lắm rồi em đi mấy chai anh nè. Cái con số này là tượng trưng anh em à. Chủ yếu có cái để giống như là có anh em đưa vô người ta đưa lại chứ. Nó giống như giấy 10 anh em biết không? Khi mà anh em nạp vô giống như là cái giấy 10 là mà ra nó hồi gửi cho anh em mà sao nó hồi gửi hoài. Được không? Ủa quá luôn trái vô luôn ta. Trái 4 à. Trái 4 vô vậy. Rafael Leao. Đó có thể là tình huống tạt bóng vào trong. Này có gì vui mà. Mới mở ra Johan Cruyff thân 8 2 16 mấy tỷ. Mới nổ 2 dọc. Ui Jota kia quá vậy ta.
Diego Jota. Nhưng mà Bồ Đào Nha đánh đá giống sơ đồ nè, huấn luyện Martinez đánh chỉnh giống sơ đồ dây nha, dù địch á khả năng được cao lắm. Đá y chang rồi, còn một banh không à. Kỹ xíu. Hay quá ta. Thì đỏ lại đúng không? Ừ. Hoa đá nó ngoài ta. Trời ơi, đá không gì quấy như nhiêu đây thôi. Đứng trên sân đá nó quen thôi, lại nữa. Siêu. Quả này cái đá của Ronaldo. Siêu. Đúng rồi, nó giống xe quẩy ngoài đời không? Giống Bồ Đào Nha ngoài đời không? Lát quẩy trên sân làm gì? Trời lên tìm cái đá sao nha. Nhưng có hai quẩy biết sao quẩy được cái manh để manh chọn chiến ngon. Anh ấy đang quan sát và chờ đợi đồng đội của mình. Đó, mấy cái bạch này ngồi cho quẩy vô đúng bài rồi đó. Cristiano Ronaldo. Bồn đang có những pha xử lý sai lầm. Anh ấy đã truy cản xuất sắc trước pha tấn công vừa rồi. Bảy mấy giờ vui. Tình huống phản công. Chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Cristiano Ronaldo. Siêu. Bàn thắng đầu tiên của trận đấu này. Bơi bán giờ đấy à? Nhưng mạnh mà, nhìn giá con Lê Quang giờ cũng hai mấy ba ngàn cái tội đâu. Diego Jota. Hay quá Diego Jota. Diego Jota chưa giải đến chính không ta? Diego Jota nhìn ngon quá. Chưa đâu có đá chính không? Jota tôi nhớ toàn dự bị nha. Ghê vậy à, đá vui mà. Diego Jota. Bruno Fernandes. Đó là tình huống phản công. Hay quá ta. Ừ, siêu. Công gì có anh bảy. Du đá bồi. Nhìn với đội Silva chạy nhanh cả Liao ảo vậy. Đội Silva chạy nhanh Liao á. Một pha đoạt bóng tốt. Phạt đâu gì ấy? Lomedes. Làm gì ấy? Liao. Rafa Liao. Một bàn thắng tuyệt vời. Liao ngon quá không? Liao 4 tiền ngon quá. Đã là một trận sức đẳng cấp. Để tập trung nhé. Sau khi chờ xem, những thay đổi nào sẽ diễn ra trong hiệp thi đấu thứ hai. Đó có thể là tình huống tạt bóng vào trong. Diego Jota. Vui không? Ủa, Jota ít đề ngon quá, Diego Jota số 3 à. Nhéo ngon ta. Ủa, quên vui ha. Là trận trận cuối cùng, nhưng thủ môn ngày hôm nay không mang đến sự tin cậy cho đồng đội. Nó tắt chát rồi quá. Nghe là vô cùng cách biệt rồi. Tắt chát đó ta. Anh ấy đang tỏ ra thiếu chắc chắn trong khâu phòng ngự. Đạp nữa. Đù ghê vậy. Ghê vậy bạn. Chói sáng trong ngày hôm nay của Cristiano Ronaldo. Siêu. Cú hat-trick trong ngày hôm nay. Họ đã chơi áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu của cuộc so tài ngày hôm nay. Siêu. Đó là pha phản công. Đó chính xác là một cú sút. Siêu. Martinez là hơn mình mua một loại á, à. Lần này nếu mà đá thì cũng chỉ một em đá trong video này á. Rất lớn về mặt tỷ số. Thì chúc được của Bồ Đào Nha không xa đâu. Ronaldo sẽ lần thứ hai lên ngôi địch tại Euro như châu Âu. Nếu như Bồ Đào Nha vô địch Euro thì Ronaldo có bóng vàng ta. Theo anh em thì sao? Tôi nghĩ Bồ Đào Nha địch là Ronaldo bóng vàng á. Leon Goretzka. Đây là cơ hội lớn C7 còn nữa. Robert Lewandowski. Cristiano Ronaldo. Trời ơi sao. Nên bảy gánh hả? Vui không? Cái im re tao. Mới đầu anh nói vui game chơi game vui này kia rồi. Giờ sao im re rồi. Trời chán thì cho tắt chát luôn ta. Vui không? Vui không? Rồi đã xuất hiện một cú sút. Vui không? Một bàn thắng tuyệt vời dành cho Cristiano Ronaldo. Vui không ta?
Và đừng quên đó lại một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.